đây, biết đi làm gì không? Em hỏi anh nha. Tới trường đua không lẽ đi bơi? Hay tới trường đua hay đua xe chứ trời ơi. Ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi. Hai tay sẽ đua cái xe này đúng không? Mình nghĩ sao đua hai xe đó vậy? Ủa chứ xe đâu đua? Mình sẽ đua xe đạp. Bicycle, not motorbike. By bicycle, why? Tại sao? Tôi là một người không hề bình thường. Yeah, yeah, he's crazy, he's not normal, so what? Bây giờ đua. Bây giờ đua. Nếu mà đua, tôi cảm thấy mà vui. Tối nay tôi cho ngủ trong khách sạn. Còn không vui, tôi cho ngủ ngoài đường. Liên quan, nó lẽ phải thắng hay không thắng thì đúng rồi, đúng rồi. Thắng được ngủ trong khách sạn và thua ở ngoài đường. Chỉ có một cái xe đạp làm sao tụi em đua được? Có một chiếc xe tôi giấu đằng kia nữa kìa. Chết rồi. Bây giờ nè, bây giờ không đổi đi. Thì bây giờ em nghĩ là để tạo ra cho kịch tính cho chương trình thì... Thì là một nữ một bên, nam một bên. Hai nữ đua với hai nam mới vui. Oh, now we have to race. Yeah. But girls one team, boys one team. Okay, it's good. Okay. Boys and girls. Okay. Battle. Rồi, rồi, rồi. Rồi, xe kia. Rồi, xe kia, xe kia. That's mine, that's mine. Can you get it out? Chị, bảo vệ xe mình. Đây là xe đạp điện hả ta? Đúng rồi. Chiếc xe leo núi này chỉ chạy được một người thôi. Nên là để công bằng thì sẽ một nam đấu với một nữ. Và người còn lại sẽ cổ vũ. Thế nên là Ellie sẽ đại diện cho team nữ đấu với Khai Sư. K.O. Được chưa? Rồi. Chuẩn bị đây. Let's go. 3 Two half, two half. Yeah. One. Axel. Come on. Đâu chính điện chính sao? Yeah. Giỏi quá. Heo ơi. Mà nãy giờ chạy bằng đạp luôn không có điện hả? Không. Chính điện chính sao? Trời ơi. Đi xe đạp điện ta coi là có từ chơi xe đạp điện mà đi bằng chết. Ngáo dữ sợ. Bạn đang dưới kia kìa. Kìa kìa, có kìa. Chết bộ rồi. Cái sai còn khỏe hơn nữa. Như các bạn đã biết là hai bạn con trai rất là khỏe. Mà hai bạn này nếu bắt đạp xe này thì có khi là sẽ nhanh hơn Lee và Rivi rất nhiều. Cho nên bây giờ Rivi và Lee sẽ chỉnh dây đề để cho nó nặng xuống. Để không thể nào mà vượt qua Rivi và Lee được. Chết rồi. Tao không biết tăng đề chỗ nào mới ghê chứ. Chết rồi, tăng đề sao? Hại thì tao cũng hại không xong nữa. Ready? No, no, wait. What are you doing? Make it heavier. Heavier? Yes. Heavy, this. Ah, this. Ah, this. Why you tell? No. Sai còn khỏe hơn nữa. Sai khỏe quá, sai thế bạn rồi. Trời ơi, yêu sai quá à. Em của tôi. Trời ơi, ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ bạn đồng hành của Rivi ghê. Thấy
Trời ơi, Ruby rất là ngưỡng mộ tinh thần của người Nhật. Hai bạn ấy là một đội đồng hành ca sư thì không thể nào đạp hết lên dốc, quá mệt. Và Sai sau khi trở về đây đã chạy xuống và đạp xe lên phụ với lại ca sư. Quá là ngưỡng mộ luôn. Sai ơi, I love you. Lấy xe xuống chở lên. Lấy xe xuống chở cơ sở lên. Ai mà chở nổi. Ai mà chở nổi. Ông đấy phải tầm 80kg. Trời, trời lạnh cống cả tay. Đã xong chiếc xe tối nay anh không cho em ăn nhiều hả đạo diễn? Là tối nay anh cũng không đi với em luôn nha. Đạo diễn à, đạo diễn tổ chức ra một cuộc thi gì kỳ cục quá. Tổ chức cuộc thi cái gì mà để cho các hai mẹ không sức luôn à? Không, ai cũng thở hổn hển hết. Biết tổ chức cuộc thi gì không? Để rèn luyện sức khỏe hả anh? Thứ nhất rèn luyện sức khỏe, cái thứ hai là thấy được tinh thần đồng đội. Ê, riêng cái rèn luyện sức khỏe là phải cho ông đạo diễn ông đạp. Chắc chắn luôn, nhìn tướng là biết mỡ trong máu. Đây em quay cho anh chạy này thôi đây. Ly thắng. Tối nay hai bạn ngủ ngoài đường. Tonight, live in the hotel, you guys live outside. Wow. You stay outside. Okay. Yes. No, Vanguard.